em quay cụ thể một bộ XY cho anh xem nha. Bộ XY nè. Thì nhỏ nhất là 0,03 mm. 2 chiều XY. Một bộ như vậy nặng 50 kg. Hàng còn khá là mới. Đây là một bộ jean, không phải là ráp lại, một bộ nguyên bản của nó. Nó thiết kế nguyên bản của nó. Hành trình thì cũng khá là dài. Hành trình thì em không có đo cụ thể nha, nhưng mà ước chừng là khoảng 100 x 100. Tại vì cái bộ trước á, cái bộ trước bắn rời á, là báo cho anh là đo đã đo cụ thể rồi, thì nó đã là 110. Thì bộ này nó sẽ to hơn một chút, thì chắc chắn là phải cao hơn. Nó có rất là nhiều đường dầu vào nhé. Dầu vào mình có thể bơm, mua mấy cái máy bơm định bơm bơm theo thời gian ấy. Ví dụ như 30 phút bơm một lần á, 50 kg. Còn mấy bộ còn cái loại bữa một bệ như vậy nè, nhưng mà nó có cái này nè, đã bán hết rồi nha. Giờ còn cái loại này, loại lục giác này.